Xin chào các bạn, có thể các bạn đang thắc mắc tại sao Phương Lâm ngày hôm nay lại không ở trong studio mà ở một không gian hoàn toàn khác với chiếc xe đạp. Vì ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn top 3 vòng tay Garmin thích hợp nhất dành cho đạp xe. Và hãy cùng theo dõi video này để khám phá nhé. Đạp xe khỏe cả người các bạn ạ. Thường thì khi chúng ta ngồi làm việc văn phòng quá lâu sẽ dễ tạo ra cảm giác mệt mỏi. Chúng ta sẽ tìm đến những môn thể thao để xả stress và nâng cao sức khỏe. Đạp xe là một môn thể thao rất được mọi người yêu thích. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ không kịp kiểm soát được là đạp như thế nào tốt nhất, lộ trình nào hỗ trợ sức khỏe tốt nhất. Tất cả sẽ được giải quyết với các series Garmin. Đầu tiên, như các bạn thấy đây, trên tay Phương Lâm là dòng Garmin Forerunner 945. Đây là dòng sản phẩm được nhận định rằng hỗ trợ tốt nhất cho môn thể thao đạp xe. Bởi đây là dòng sản phẩm mới được ra mắt của Garmin, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến cũng như là chức năng mới mà các dòng sản phẩm trước đó của Garmin không có. Sở hữu màn hình rộng 1,2 inch với độ phân giải cao 240x240 pixel, kết hợp với đèn LED phía sau màn hình, hỗ trợ người dùng có thể thấy rõ các thông số. Đặc biệt, sản phẩm được hoàn thiện với chất liệu silicon cao cấp, giúp giảm trọng lượng của đồng hồ cho cảm giác đeo tay thoải mái khi tập luyện. Và hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn các tính năng đã nâng tầm giá trị của chú 945 này nhé. Đầu tiên ở dòng này, hãng nâng cấp chip Sony giúp tiết kiệm điện năng tốt hơn những dòng sản phẩm trước, duy trì khả năng sử dụng lâu hơn. Garmin Forerunner 945 còn hỗ trợ tính toán nhịp tim và lượng calo tiêu hao khi mà bạn đạp xe, giúp bạn theo dõi chỉ số chi tiết mức độ tập luyện của mình. Điều này thì Phương Lâm khá thích vì tập xong mà biết quá trình của mình có hiệu quả như thế nào liền cơ mà. Trên dòng này thì hãng cũng cung cấp Training Focus. Đây là tính năng xem lại trực tiếp quá trình hoạt động của bạn trong 7 ngày gần nhất, cung cấp cho bạn thông tin những bài tập của bạn dựa vào những cường độ, cấp độ khác nhau. Hiểu nôm na là nó báo cho bạn biết bạn nên tập luyện như thế nào trong hôm nay để đạt được hiệu quả tập luyện tốt nhất. Chức năng Body Battery không thể bị bỏ quên được. Forerunner 945 với chức năng này sẽ giúp bạn đo lượng năng lượng tiêu hao và phần trăm năng lượng còn lại là bao nhiêu. Quá trình này sẽ phân tích, đánh giá những món ăn mà bạn đã ăn và chuyển hóa trong cơ thể. Từ đó sẽ thiết lập bộ đếm để báo cáo cho bạn hôm nay bạn sử dụng bao nhiêu phần trăm năng lượng của mình. Không thể tránh khỏi khi tập luyện dễ dẫn đến quá sức, nên Garmin đã hỗ trợ cho bạn chức năng đo mức độ căng thẳng. Khi chỉ số này lên quá cao, Garmin sẽ cảnh báo để yêu cầu bạn nghỉ ngơi. Một người bạn đồng hành quá thông minh phải không nào? Thêm nữa thì khi bạn gặp sự cố trên đường, 945 sẽ tự lưu thông tin vị trí của bạn và gửi đến các số điện thoại khẩn cấp mà bạn đã cài đặt sẵn. Từ đấy, giảm thiểu nguy cơ tai nạn quá lâu dẫn đến những biến chứng khó lường. Nãy giờ kể ra thì Garmin Forerunner 945 cũng quá xuất sắc phải không? Hãng đúng là coi nó như con cưng nên mà trang bị quá xa đã. Riêng về đạp xe thì bạn cần tải trước những thông số phù hợp với môi trường tập luyện đạp xe của bạn như là đạp xe trong nhà, đạp xe địa hình. Dòng này thì hỗ trợ nghe nhạc trực tuyến qua Spotify, Deezer hoặc là bạn có thể tải xuống các bài hát yêu thích của mình với dung lượng lên đến 1.000 bài. Bạn vừa tập luyện vừa nghe nhạc rất thư giãn. Hành trình của đạp xe cũng sẽ được cập nhật trên bản đồ màu vô cùng trực quan. Bạn sẽ nhận biết mình đi qua những cung đường nào. Trên dòng này, hãng trang bị cảm biến công suất theo dõi vòng đạp và công suất tối đa của vòng đạp, guồng chân đạp. Từ đó đánh giá năng lượng bạn tiêu thụ, hỗ trợ tính FTP, công suất ngưỡng chức năng khi mà kết nối với phụ kiện tương thích, thể hiện lực mạnh nhất mà người dùng có thể đạp được trong vòng 1 giờ. Vector nâng cao cũng được tương thích với sản phẩm. Vector này là dụng cụ đo công suất, hiển thị dữ liệu về công suất từ dụng cụ đo công suất được kích hoạt ANT Plus của bên thứ ba tương thích. Ngoài ra, bạn có thể kết nối Garmin với Viria Vision, màn hình đeo ở đầu. Viria Vision là thiết bị hỗ trợ đèn LED đi đêm sẽ phát tín hiệu để phương tiện giao thông phía trước tránh, không va chạm với mình. Kể cả radar Varia, radar hướng ra sau cũng hiển thị cho người dùng biết trước được vận tốc, lực đạp và phương tiện giao thông ngược chiều sắp tới, cách bao nhiêu xa. Hai đèn Varia khi kết nối với đồng hồ sẽ chỉnh chế độ đèn pha, được gắn trước đầu xe như một bảng điều khiển đèn từ chế độ mạnh đến thấp nhất và chuyển sang nhấp nháy để báo hiệu cho xe ngược chiều phía trước và hiển thị dung lượng pin còn lại của đèn còn bao nhiêu. Các chức năng phục vụ chủ yếu cho những chuyến đi đêm. Các bạn đi xe địa hình, đường dài chắc chắn là cần chức năng này. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao Phương Lâm không chia sẻ chi tiết về ngoại hình của nó. Vâng, các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy khi mà thông qua video này Phương Lâm đeo. Và đừng quên, An Tiến Studio cũng từng có những video review chi tiết dòng sản phẩm Garmin này. Và chi tiết hơn nhiều, các bạn nhấn vào đây nhé. Chiếc Garmin thứ hai trong danh sách xin được chào đón Fenix 6 mới nhất. Dòng này thì có 3 loại là 6, 6S và 6X. Nếu chưa rõ về tính năng của dòng Fenix 6 này thì các bạn có thể click vào video review ở đây.
Còn hôm nay chúng ta hãy chú tâm đến việc tại sao nó xứng đáng đứng vào top 3 Garmin cho đạp xe này. Fenix 6 có đầy đủ những tính năng của Forerunner 945 và thậm chí là nó còn được trang bị thêm nhiều tính năng mới. Tính năng Face Pro. Tính năng này thể hiện nổi bật nhất ở mảng chạy bộ, giúp bạn chạy thông minh hơn bằng cách điều chỉnh nhịp độ ở mỗi cung đường khác nhau, giúp bạn hoàn thành được mục tiêu đặt ra. Cũng đáng để bạn sở hữu, lúc không đạp xe thì chạy bộ là ưng quá còn gì. Tính năng mới thứ hai là Power Manager. Như cái tên của nó, tính năng này giúp bạn quản lý năng lượng, nhờ đó tối ưu hóa được hoạt động của pin đồng hồ. Điều này giúp bạn tiết kiệm pin, đặc biệt là khi bạn phải di chuyển xa. Với cả Garmin Fenix 6 còn có nhiều size mặt đồng hồ hơn để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với kích cỡ cổ tay của mình. Mình đã đạp xe quá nhiều rồi và bây giờ thôi để xe đấy đi. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai chiếc Garmin cuối cùng trong top 3. Hãy cùng chào đón Garmin 245 và phiên bản 245 Music của nó. Ở riêng hai mẫu này, khác biệt duy nhất là khả năng hỗ trợ nghe nhạc ở bản Music, phù hợp cho các bạn có nhu cầu khi nghe nhạc và tập luyện. Nói qua về công năng của hai em này thì các em nó tiệm cận với công năng của 945 mới nhất: Body Battery, bản đều màu, phát hiện sự cố, đo căng thẳng và thậm chí là những chức năng phục vụ riêng cho môn đạp xe cũng được trang bị ngang ngửa. Thế điều gì khiến cho em nó lại rẻ hơn 945 gần 6-7 triệu? Vì các bạn đừng quên, 945 trang bị rất nhiều công năng phù hợp cho nhiều môn thể thao ngoài đạp xe. Người sử dụng Forerunner 945 còn được hỗ trợ ở các môn như là bơi lội, chạy bộ, chơi golf. Các bạn đã hiểu tại sao nó chênh lệch rồi chứ? Và đó là 3 mẫu đồng hồ đang dẫn đầu ở địa hạt đạp xe. Không biết những chức năng tuyệt vời của chúng đã làm thỏa mãn các bạn chưa? Nếu cần kiểm chứng thì đừng ngại ghé các showroom của An Tiến các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.